Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, từ những dòng xe chính hãng đến những dòng xe liên danh. Và Khanh cũng có chương trình là thu xe cũ, đổ xe mới cho anh em nào đang có xe cũ muốn đổ lên con xe tải mới để chạy cho nó an toàn hơn. Thì anh em mình cứ alo trực tiếp cho Khanh nha. Thì với clip hôm nay, Khanh sẽ tiếp tục báo giá những cái dòng xe tải rắc và sử dụng động cơ Cummins đang có mặt tại công ty của Khanh. Và sau lưng Khanh đây là một dàn dòng xe tải dắt và sử dụng đầu vuông động cơ Cummins bảo hành 5 năm 150.000 cây, là một trong những dòng sản phẩm của xe tải dắt bảo hành lâu nhất trên thị trường. Như anh em cũng biết rồi, trên thị trường có rất là nhiều dòng xe tải nhưng mà chưa có dòng xe tải nào mà bảo hành 5 năm như là dắt cả, nên là cái chất lượng của nó rất là tốt, nên là người nhà máy mới dám bảo hành 5 năm nha anh em. Đó thì cái dòng máy Cummins á thì có mặt cũng lâu rồi, nhưng mà nhiều anh em cái con mà N350 với cái con N200 là một trong những cái sản phẩm mới và sử dụng gác cái động cơ Cummins lên, nó có tầm đây còn tầm khoảng 5-6 tháng này thôi đó, nhiều anh em vẫn còn ngại đó. Nhưng mà hôm nay đến thời điểm hiện tại này thì được rất là nhiều anh em quan tâm, chạy cũng rất báo rất là ok, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ êm, máy vột chạy rất là khỏe. Thì cái khách này bữa Khanh cũng có làm một clip về cái dòng N350S mà khách đã trải nghiệm 2 tháng, thì khách cũng có ý kiến, thì chúng tôi Khanh sẽ để đường link phía dưới phần video, anh em nhấp vào đó anh em xem ý kiến của khách hàng nha. Thì mình sẽ báo giá, quay lại mình sẽ giới thiệu xe cũng như là báo giá từng sản phẩm từ lớn cho tới nhỏ nha anh em. Thì cái con sau lưng Khanh thì là cái con rắc N900, con này sử dụng động cơ Cummins 3.8 lít, con này là có tải trọng là 9 tấn, thùng dài là 7 mét, con này là hộp số là 6 tiếng một lùi nha, con này là 9 tấn nha. Thì hiện tại đang có giá rất là tốt là 728 triệu giá xe thùng như thế này, bao gồm mua nước gió và bạc đầy đủ hết luôn, chưa giấy tờ thì tùy theo tỉnh, nó rơi vào tầm khoảng 15-20 triệu gì nữa đó, là tùy theo tỉnh nha. Đó, đây mà là mà muốn biết giá chính xác về cái giá lăn bánh chính xác về cái con xe này á, thì anh em cứ gọi trực tiếp cho Khanh nha. Nếu anh em mua trả góp con xe này á thì anh em con N900 này anh em đưa trước cho Khanh tầm 200-220 triệu là có thể lấy xe được rồi, bao gồm luôn cái tiền chi phí giấy tờ nha. Đó là 200-220 nha, là lăn bánh được cái dòng này. Thì con này nó hỗ trợ vay cũng rất là cao, và cái thời gian vay cũng rất là dài, anh em có thể vay từ 2-7 năm đó cái dòng này nha anh em. Rồi đó là Khanh giới thiệu nhanh về cái dòng này thôi. Còn qua cái dòng xe tải tiếp theo là cái dòng dắt N800. Thì cái con này có giấy, cái tải trọng khi ra giấy là 8 tấn 350, thùng dài là 7.6 m. Cái con này nó cũng sử dụng chung cái động cơ như là cái thằng N900, là động cơ Cummins có dung tích máy là 3.8 lít, 6 tiếng một lùi. Con này thì được cái là nó hạ tải xuống và thùng nó dài hơn con N900, thùng dài 7.6 m. Anh em nào đi hàng dài hơn thì lấy con này. Con này thì giá cũng bằng như con N900 luôn, 728 triệu giá xe thùng, giấy tờ cũng giống con kia. Anh em nào mua trả góp á, thì riêng với cái dòng này thì ngân hàng nó định giá thấp hơn xíu, thì anh em trả trước tầm khoảng 220-240 là có thể lấy xe được được của con N800 này. Thì cái con N800 á là nó ngân hàng nó hỗ trợ vay thấp hơn xíu, nhưng mà cái lãi suất thì nó cũng như con N900 thôi anh em. Đó, anh em nào có tài chính tốt thì có còn cái thùng dài chạy hàng mà còn thùng dài hơn xíu con N900 thì lấy con này. Đó thì cái dòng xe tải rắc nó sẽ có 3 màu cho anh em lựa chọn, một là màu trắng, 2 màu xanh và 3 là màu bạc. Hiện tại màu trắng với màu xanh là hai cái màu được bán chạy nhất tại công ty của Khanh đó, cũng như là trên cái thị trường xe tải rắc. Rồi cái dòng tiếp theo mà kế bên cái tải trọng thấp hơn con N800 là cái con N650 Plus. Thì do cái bãi xe nó hơi chật nên là Khanh không có dây xe về đây để đây được. Cái con N650 Plus khi có giấy tải trọng khi ra giấy là 6 tấn 6, thùng dài là 6.2 m. Con đó nó cũng sử dụng động cơ Cummins như cái thằng N800, N900 luôn, là dung tích 3.8 lít. Đó thì con đó hiện tại đang có giá là 653 triệu nha anh em, 653 triệu. Anh em nào mà muốn biết thêm về cái con xe đó thì cứ gọi cho Khanh, Khanh sẽ tư vấn thêm cái thông số. Hoặc như anh em nào mà muốn biết thêm về cái thông số hoặc là kỹ thuật con xe này thì mấy cái dòng xe mà Khanh đang báo giá thì anh em có thể truy cập vào website xe tải giá rẻ.vn. Thì ở đó Khanh có rất là nhiều cái bài viết về cái những dòng sản phẩm này, anh em có thể tham khảo ở đó nha. Đó như là Khanh nói là cái con N650 này có giá là 650 mấy triệu đó, chưa bao gồm giấy tờ, là bao gồm xe thùng, thùng dài là 6.2 m. Đó con đó thì hỗ trợ đưa trước trả góp thì cũng được tầm 200-210 nha anh em. Đó thì mấy cái con xe này ngân hàng hỗ trợ vay 70-75%, đó tùy theo điều kiện của anh em. Nếu anh em là có điều kiện tốt hơn, anh em có thể trả nhiều hơn một xíu cũng được. Đó rồi qua cái con tiếp theo, cái tải trọng tiếp theo
mà sử dụng động cơ Cummins là con N350S, là một trong những tân binh trong cái làng xe tải 3 tấn rưỡi mà sử dụng động cơ Cummins. Thì cái con này nó thay đổi từ cái dòng máy Isuzu là nó thay đổi gương và động cơ và như là cái bình ắc quy từ một bình thành hai bình, đồng hồ trong đây, cụm đồng hồ, gương này đó. Con này thì hiện tại đang có giá là 449 triệu, nhưng mà đang có khuyến mãi 15 triệu và tặng thêm bộ camera hành trình. Thì giá khi mà xe thùng bạc như thế này khi bán cho khách là chỉ có 434 triệu thôi đó. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết của xe này thì gọi cho Khanh nha. 434 triệu cộng thêm tặng camera hành trình và có nhiều cái khuyến mãi nhỏ nhỏ bên công ty Khanh đề ra cho khách hàng nữa. Thì cái con này nó sử dụng động cơ Cummins với dung tích máy là 2.7 gần 2.8, 2.7 46, thùng dài là 4.3 80. Con này sử dụng lớp là 7.16 đó. Con này cũng rất là nhiều anh em quan tâm nè đó. Bữa giờ Khanh bán rất là nhiều, đang đặt xe rất là nhiều dòng này và một số cái xe tải bên công ty Khanh đang có sẵn, nên anh em nào mua là đặt là có thôi. Như cái dòng N900, N800, N650 Plus hoặc là N350 hoặc là N200 đều có xe sẵn tại công ty Khanh nha. Thì cái con tiếp theo mà Khanh muốn giới thiệu cho anh em mình là cái con N200S. Thì con này khi ra giấy có tải trọng là 1 tấn 990. Con này thì thực chất là cái phiên bản hạ tải của cái thằng N350 đó anh em đó. Nó y chang hết, mọi thứ đều y chang luôn. Giá nó cũng bằng với cái con N350S luôn, là giá là 449 triệu, có khuyến mãi 15 triệu, là còn lại là 434 triệu, tặng thêm camera hành trình đó. Con xe này thì mấy xe này anh em mua trả góp á, thì ít nhất là anh em chuẩn bị cho Khanh khoảng 100 triệu đó lên. Nếu anh em chuẩn bị ít á là phải 100 triệu nha. Mức tối thiểu anh em phải chuẩn bị cho Khanh là 100 triệu là có thể lấy xe được rồi. Phần còn lại bên Khanh hỗ trợ vay ngân hàng cho anh em, vay từ 2 cho tới 7 năm. Con này thùng cũng dài là 4.380 luôn. Đó, 4.380. Bề ngang của nó là 1.820 và chiều cao là 1.8. Đó là những cái dòng xe sử dụng động cơ Cummins mà tại công ty của Khanh đang có. Và Khanh đây báo giá hết cho anh em mình là 5 sản phẩm từ N900, N800, N650 Plus hoặc là N350S, N200S là những con này sử dụng động cơ Cummins nha, là một trong những sản phẩm còn như là chất lượng cao nhất của nhà máy Zắc. Nên là anh em nào muốn biết thêm thông số mấy con xe này thì anh em có thể gọi cho Khanh hoặc là có thể truy cập vào website như Khanh mới nói đó, xe tải giá rẻ.vn, thì ở đó có nhiều cái bài viết về những cái con xe này để anh em tham khảo hơn nha. Bây giờ Khanh xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.